Chúng tôi trân trọng kính mời các cặp quý vị đồng môn thị đức quý thân hữu đứng lên như chính hướng về quốc kỳ Hoa Kỳ, quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và quốc kỳ của Đức. Chúng ta chuẩn bị nghi thức chào quốc kỳ. Dạ chú ơi, là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, quốc ca Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Giữ ghế cho mạnh rồi. Chúng ta giữ ghế là trời.
hai ghế cho anh. Chỉ là cho anh hai cái ghế đây. Cho trong cái tôi ngồi. Không, chỗ này chị Bích. Kẻ đổi không sao. Không. Chị buồn chị nói tôi ngay từ đầu. Chị ghế tốn tiền cho anh chị. Ngay. Đây có hai chỗ nha. Có hai chỗ. Hai chỗ. Không có chịu cái gì. Mong cái này rồi chị. Chịu rồi. Vô đây có chị. Là rồi đủ hết rồi. Chúng ta chúng tôi đã lễ đi tổ chức cũng như tất cả những người em hành trước nhưng vì người cũng như người trẻ bởi vậy người ta kêu là Triệu Hà đó chị. Cậu này là em của bạn tôi. Hôm nay chúng tôi tổ chức đây là một buổi anh em mừng gia đình của anh đi lo cho anh nghỉ hết rồi rồi đó mừng thôi nha mừng tí nó trả bỏ ông mặt này cho chúng ta thì nghe nói được 100 đồng nữa là nó thì chúng tôi đổ thôi trả bỏ mình rượu trăm lần là phải để ý nha có nhẹ hay không mà nhiều khi rượu cũng mà thiều nó quá cũng như là tất cả anh em thì không biết gì mất tôi cũng rất cảm ơn tất cả thì hôm nay đã có mặt đây là một sự Covid nhiều nhưng năm nay á là vì cái dịch bệnh cho nên là không có cái gì hết chứ các bà gia đình các quý vị các bà thấy có rồi lâu quá 2 năm này ở đây coi còn một ghế nha anh được một ghế đây nè bằng nguyên tâm sự nhưng mà thưa quý vị trong chương trình này thì lực lượng của quốc tế cũng không có ai bắt đi nào đó là quý vị của Vinh Dự cho nên chúng tôi cũng mạo hiểm tổ chức cái chương trình này chúng ta là chỉ trong cái định nghĩa nhờ nhờ cuối đi chị anh Hà nhờ cuối các đơn vị sau trước nhưng mà chúng tôi không biết mời tại vì giới hạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Alo, có cái máy được không? Thưa quý vị, chúng tôi mời lên trường của Bình Dương. Em nên được nói cho một vài lời. Giới hạn ấy chưa? Âm thanh cũng giới hạn, người cũng giới hạn. Kính thưa quý vị quan khách nghề nghiệp, kính thưa quý chiến hữu, không có rượu nữa thì sao? Chúng tôi rất vui mừng và hân hạnh được thấy những buổi tiệc họp mặt của các anh em cựu sĩ quan đơn vị Thủ Đức tổ chức. Thì trong cái tình vui tình chi vinh, lúc đầu chúng tôi cũng sẽ ở cùng anh em, cho dù trong chiến trường hay là cho dù sau khi về tới Hồ Gươm để mà an nghỉ. Thưa quý vị, cái điều mà làm cho chúng tôi trung thống nhất là tất cả các anh em của sĩ quan đơn vị Thủ Đức tại Thơ Tê đã nêu cơ màu cờ sắc áo và đã làm nhiều cái công tác rất là hữu ích cho xã hội, cũng như là cho nêu cao cái tinh thần của quân trường của chúng ta. Thì quân trường của chúng ta đã thành lập từ năm 1951 và cho đến bây giờ thì quý vị đã thấy là bao nhiêu chục năm rất là lâu. Thì chúng tôi là xuất thân từ khóa tư phụ của Thủ Tướng. Anh chỗ này còn được chọn tư trưởng 4 tháng là vì lúc bây giờ nó kẹt chỗ, không có chỗ, cho nên là ông Vũ Quân Long là cùng bằng khóa ổng lên thì là hai đại đội, còn chúng tôi là ba đại đội, thành ra chúng tôi là tư phụ bị động viên năm 1950. Biết đỡ nói đi, không biết đỡ đó. Thưa quý vị, rồi đây chắc chắn rằng chúng ta sẽ họp mặt và chúng ta sẽ có những cái buổi hội ngộ giữa các quân nhân cả nước ở tại tôi đây này sẽ được đông đủ hơn, vui khỏe hơn. Đó đây đây. Và thành thật cảm ơn quý vị đã dành cho chúng tôi những lời chào xin lỗi. 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 Năm mới, chứ nó năm mới nhưng mà năm tràn đầy hạnh phúc và mạnh khỏe. Chúc mừng anh bên ta. Bây giờ mình có phải ai bên anh ta. Rồi, chúc mừng anh. Lại em ạ. Ủa, cắm hai sầu anh. Bây giờ anh nhà hàng có số ôi đã muốn đi không say ô không về, nhưng mà say rồi về cũng không biết đâu. Hả? không có thằng nào xấu bằng tao nữa hết á, thành ra tao không chịu ăn. Anh Long muốn cái này không? Thôi, em muốn uống đồ mạnh hơn. Xin mời. Hai ly. Hai ba thứ uống rồi bắt đầu. Đưa gì đấy, 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 đưa gì đấy. Nè, cho gửi anh. Em ghi hết tiền rồi. Anh được tiền. Anh ghi trong đó, em ghi hết. Bao nhiêu? Không có lại nha. Cái chết đàng hoàng, em ghi rõ lắm. Hai trắng phải không? Dương ngàn ba cũng được. Dương ngàn được không? Không được. Hai cái này đúng nghĩa lý với lại kiểu đô la đâu. Kiểu đô la
cái tên này nghe hãy giờ nha. Triệu đô la. Ồ, triệu đô la chứ mấy nhà Hà nữa cả. Giờ tên này là triệu đô la rồi. Vậy em đi thì có chắc không chiếu tiền gì. Rồi. Em hả? Đồ, cái tiền đó là tiền hả? Anh nhận cái đồng đạo đó chị. Để đi đến mua thăm của em không? Chúng tôi xin mời những người bên đường. Chúng tôi xin mời những người bộ nhóm và những người vô tôn và những người phát tốn lên để tất mời và xin mời anh đến cái bánh. Và cái bánh sinh nhật hôm nay do cô Brenda Huyên đã tặng cho lực lượng sĩ quan của chúng tôi và cô Brenda Huyên nhận đến em chuyên nhau đã bảo hiểm những người muốn cái gì cũng có bảo hiểm cái gì cũng có. À, chúng tôi mời tất cả các sinh viên trường đại học đang mặc quân phục bước lên sân khấu, chúng ta cùng hát bài Thủ Đức Ca Khúc. Mời tất cả quý vị đang mặc quân phục đã lên trường rồi mời quý nhân quyền lên sân khấu, chúng ta hát bài Thủ Đức Ca Khúc nha. Khi mà các bạn cùng hát đây cái người chuẩn bị thành cho các cháu, các em về các cháu về đây đấy. Không bao giờ. Nhanh trời đi lấy cái gì mà chồng chỉ quan trọng quá. Rồi đòi nhanh chúng ta phải làm lại. Anh biết tạo hoài. Bây giờ cậu có mãi luôn cái gì mà cậu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hello, mến chào tất cả quý vị anh chị em. Công ty của mình đang làm là My Realty Alone. Rồi cái số điện thoại là 925 978 4078. Cái email là vimxmy@gmail.com. Công ty của mình là đảm trách tất cả những dịch vụ cho vay. Ví dụ như là mua nhà để ở hoặc tái tài trợ, nếu mà tiền lời cao thì làm lại để tiền lời thấp. Mua nhà đầu tư, tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư thêm, mua nhà thêm hoặc là bất động sản thêm. Mua và tái tài trợ để lấy tiền ra để đầu tư hầu hết các cơ sở và thương mại, thí dụ như commercial, bất động sản. Lấy tiền ra và tái tài trợ lại. Công ty của mình đó là chuyên môn để đảm trách những hồ sơ mà đi vay á, mà đã bị những cái hồ sơ đó đã bị những cái công ty khác đã bị từ chối, khó vay, hoặc bất cứ những người không có điểm tín dụng, hoặc là cái điểm tín dụng không được tốt, hoặc là phá sản. Mình là chuyên môn đảm trách những vấn đề đó, và đặc biệt là cơ sở thương mại và đầu tư về SBA và tiểu thương. Mình có đảm trách về cái cơ sở thương mại và tiểu thương về SBA, Small Business Administration của chính phủ tài trợ. Cái đó tiền đau thì khoảng là 10-15%, rất là thấp. Công ty phục vụ toàn nước Mỹ mà là một số quốc gia khác ngoài nước Mỹ, đặc biệt là hầu hết trong 50 tiểu bang của nước Mỹ là công ty mình phục vụ được. Công ty mình đặc biệt là chỉ nhận lệ phí sau khi hoàn tất hồ sơ, quý vị không còn phải trả một cái gì lệ phí cho cái công ty trước khi mà quý vị quyết định lấy cái loan hay không. Dù cái loan đã làm xong mà quý vị có thể thay đổi ý kiến không lấy thì quý vị cũng không có tốn một chi phí nào tất cả cho hồ sơ của công ty mình phục vụ cho quý vị. Vấn đề về địa ốc thương mại thì quý vị, công ty của mình cũng có chuyên buôn bán về địa ốc nhà ở chung cư cơ sở thương mại toàn tiểu bang California. Đó là công ty mình đảm trách mua bán tất cả những dịch vụ cho khách hàng. Công ty của mình đều giữ quyền riêng tư kín đáo cho tất cả khách hàng, không có lọt ra những cái thông tin mà khách hàng đã giao cho công ty mình, tin tưởng đã giao cho công ty mình. Đặc biệt là sẽ nhận những cái hồ sơ mà nhiều nơi đã từ chối đó, thì mình có thể làm được. Ví dụ như là những người mà không may bị phá sản, hoặc là bị nhà kéo, hoặc là không có tiền tín dụng, hoặc là không có income đầy đủ tốt, thì mình cũng có làm nhiều loại loan khác nhau cho mỗi cái hồ sơ, cho mỗi cá nhân. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị anh chị em lắng nghe.